Xin chào anh em đã quay trở lại với KaCore, mình là Hoàng đây. Và nếu bây giờ anh em mua CPU ấy thì sẽ thấy rằng có hai lựa chọn khá là ngon đúng không? Một là chiếc CPU i7 12700K, hai là chiếc CPU i5 13600K. Nó sẽ nằm trong cùng một hạng giá, nhưng liệu rằng bạn nên chọn CPU nào? Bạn nên mua chiếc CPU nào cho chiếc máy tính của bạn? Và để trả lời cho câu hỏi đó thì hãy cùng bắt đầu video này nhé. Ok, khởi điểm video thì mình sẽ so sánh về cấu hình của hai chiếc CPU này. Với i7-12700K, chúng ta sẽ có hơn 2000P, nhưng đó có phải là điểm mạnh duy nhất của chiếc i7 này mà thôi. Còn với chỉ ở chiếc i5 này, 13600K này, thì em ý chỉ có 6000P, nhưng mà lại có tận là 8000E. Đồng thời có thể boost lên cao hơn nữa, lên khoảng tầm 5.1GHz. Và điều đó có nghĩa là gì? Hiệu năng đời nhân sẽ cao hơn. Và tất nhiên, em i5 này sẽ tốn ít điện hơn một chút so với cả em i7. Phải công nhận đây là một cuộc chiến rất là khó để có thể đưa ra cái kết quả, đưa ra được cái đáp án khi mà chỉ nhìn vào cái cấu hình của nó. Mà nói thật là thực sự bắt buộc phải test mà thôi đúng không? Và để có thể thực hiện được bài test này thì mình sẽ test hai chiếc CPU này với cả main Asus Maximus này, tức là rất xịn nhá, 4090 này, 64GB GDDR5 với 6000MHz burst ở 6000 nhá, và một chiếc tản nhiệt EK360 để đảm bảo rằng không có vấn đề về nhiệt gì hết. Và trong BIOS thì mình cũng chỉ bật XMP với cả bật Multi-Core Enhancement lên thôi để có thể mở khóa PL1, PL2 ở mức cao nhất. Và hai chiếc CPU của chúng ta hoạt động rất là ổn áp. Nhiệt độ của mình thì rơi vào khoảng tầm 80 độ C. Cả hai chiếc CPU này đều như vậy. Và cùng một lý do đó mà hai chiếc CPU này chỉ có thể boost và sử dụng lên tới khoảng tầm... đã nghe ra là có thể sử dụng lên tới 190W và 181W, nhưng mà cả hai em này chỉ chạy khoảng tầm 175W mà thôi. Khi này thì chiếc 13600K có thể boost rất đều lên tới 5.1GHz, còn 12700K chỉ có thể chạy tới khoảng tầm 4.7GHz on-core mà thôi. Xung của em i7 nó thật là không quá cao, và từ đó dẫn tới cái sự thua cuộc của i7. Và để có thể thấy được cái sự rõ nét nhất, cái sự khoảng cách rõ nét nhất của chiếc i7 này với cả chiếc i5 ấy, thì mình sẽ test ở độ phân giải là Full HD low setting em nhé. Và tất nhiên rồi, ở trong 10 tựa game mà mình thường hay nói, nào thì CSGO này, nào thì Final Fantasy này, Borderlands 3 này, F122 này, Guardian Galaxy này, Cyberpunk, GTA 5 rồi vân vân, nói chung là rất nhiều các tựa game khác để anh em có thể biết được cái sự khác biệt nhá. Rồi, mình sẽ nói về những tựa game có sự chênh lệch lớn đi. Chẳng hạn như là CSGO thì i5 mạnh hơn tới là 11%, Borderlands 3 thì i5 cũng mạnh hơn i7 tầm 11%, còn trong Far Cry 6 ấy thì cũng khoảng tầm 11% anh em ạ. Nhưng mà tất nhiên vẫn có những tựa game, ví dụ như là tựa game GTA 5, do nó bị giới hạn về FPS trong engine, vậy nên cả hai chiếc CPU đều bằng về FPS. Còn có những tựa game ví dụ như là Final Fantasy 14 ấy, thì lại cái kết quả nó lại nghiêng về hướng của i7 một chút. Khi này thì chiếc i5 thua 7% về FPS. Nếu mà anh em tính trung bình ấy, thì chiếc i5-12600K sẽ mạnh hơn i7-12700K khoảng tầm bao nhiêu? 6.1% anh em ạ. Vậy tức là thay vì là 100fps thì sẽ là 106fps đấy. Nhưng tất nhiên khi mà anh em có một cấu hình cao như này, i7 với cả i5 với cả 4090 ấy, thì ai lại chơi ở Full HD đúng không? Và lại còn low setting nữa chứ. Vậy thì bây giờ mình cũng sẽ test thêm, đó chính là 4K Ultra và Ray Tracing nữa anh em nhé. Nếu mà anh em nhìn vào bảng kết quả ở đây thì anh có thể thấy rằng hiệu năng của hai chiếc CPU này gần ngang hàng. Nhưng nếu bây giờ mình chỉnh sang gọi là bảng phần trăm chênh lệch ấy, thì chiếc i5 vẫn mạnh hơn i7 khoảng tầm 1.3%. Vậy tức là trong tình huống dễ thấy nhất thì chiếc i5 mạnh hơn i7 khoảng tầm 6%, còn trong tình huống khó thấy nhất thì chiếc i5 mạnh hơn 1%. Và nếu mà bằng tiền thì chắc chắn mình sẽ khuyên anh em chọn i5 rồi. Nhưng bây giờ hiệu năng chơi game có thể biến thành hiệu năng làm việc hay không? Câu trả lời là có anh em nhé. Trong Cinebench R23, nếu mà điểm đơn nhân của i5 mạnh hơn 4.5% thì điểm đa nhân của i5 mạnh hơn tận là bao nhiêu? 6% anh em ạ. Đấy, khoảng tầm 6%. Đơn giản bởi vì anh em phải hiểu là hiệu năng đơn nhân của i5 đã cao hơn rồi, nhưng mà hiệu năng của nhân E ấy, nó còn cao hơn nữa, bởi vì nó có thể boost lên ở mức cao hơn, dẫn tới hiệu năng đa nhân của i5 cao hơn kha khá so với cả hiệu năng đa nhân của i7. Và là như thế thôi. Còn nếu mà bây giờ mình dùng Blender thì i5 mạnh hơn 4%, Corona thì mạnh hơn 7%, nói chung là về số lượng ray ấy. Còn nếu nói về Adobe thì i5 mạnh hơn 1% cho Photoshop, mạnh hơn 3% trong Premiere Pro, mạnh hơn 2% trong After Effects và mạnh hơn 5% trong Lightroom Classic anh em ạ. Vậy tức là nếu tính trung bình thì i5 mạnh hơn i7 trong làm việc khoảng tầm 4%. Nói tóm lại, nếu bây giờ bạn đang muốn nâng cấp hoặc là muốn mua một chiếc CPU mới hoàn toàn thì mình chắc chắn sẽ bảo anh em lựa chọn i5-13600K, chắc chắn luôn, mọi ngày trong giờ luôn, cùng với mức giá tiền
đời mới hơn, hiệu năng cao hơn, hoạt động tốt hơn và mọi thứ vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà những anh em nào đang dùng i7-12700K ấy, thì cũng không cần phải lo lắng. Đơn giản bởi vì là thực sự nó vẫn rất là tốt, nó vẫn rất là khỏe. Nó chỉ yếu hơn i5 có vài phần trăm mới thôi. Cái sự chênh lệch như thế nó không có nghĩa rằng là em i7 này là một chiếc CPU tồi. Nếu mà anh em hứng thú với cả hai chiếc CPU này, thực sự thì nó đều là những chiếc CPU đáng mua. Đây nó chỉ đơn giản là Lamborghini đời cũ và đây là Lamborghini đời mới mà thôi. Thế nên là anh em cứ thoải mái mà lựa chọn nó đi. Em nào cũng hoạt động đều tốt, em nào cũng chơi game đều ngon. Chỉ là em này sẽ hơn một chút trong phần tiền thôi. Đó. Và nếu mà anh em hứng thú thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và đem lại nhiều thông tin thì so sánh chi tiết thì hãy thả comment, thả like và thả subscribe nhé. Cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.